Chào mọi người, hôm nay tôi rất là vui. Cái niềm vui nó được nhân lên rất là nhiều. Bệnh nhân này là bệnh nhân là một ca rất khó. Nó không được thuộc những cái bệnh nan y đâu. Nó khó đến mức mà thầy thuốc, bệnh nhân nó bế tắc. Bệnh nhân này bị chứng bệnh kỳ lạ, tức là mắt nó nháy liên tục, không thể nào mà mở mắt ra được. Mọi người nhìn thấy rất là xinh gái đúng không? Cho nên bây giờ mà không mở được mắt thì nhìn chán lắm. Nguyên nhân của bệnh này chính là cái dây thần kinh số 3 nó bị sụp xuống và xung quanh cái hốc mắt cơ nó bị teo cơ. Hôm nay nhìn xinh gái này là bao nhiêu công sức rồi. Tôi chẳng cái chỉ lần cuối cùng để bảo dưỡng cho bệnh nhân. Người ta cũng rất là thông minh, sau khi đã khỏi rồi và tự biết đi bảo dưỡng. Nên là tôi rất là mừng cho người ta. Chúng ta xem qua mà hỏi qua cái xem coi là bệnh nhân này đầu tiên bị như thế nào, chi tiết là gì nhỉ? Mày bao tuổi vậy? Nhà mình ở đâu? Đầu tiên thì bị như thế nào? Mắt em cũng cộng mắt càng ngày dần không rất là khó mở cũng mở. Đi khám chữa các huyện thường hay ở viện nào? Tất cả các bệnh viện ở đây rất là nhiều, bệnh viện mắt trung ương thì cũng đi rất là nhiều, tất cả các bệnh viện ở dưới Hà Nội hầu như phòng khám riêng hoặc là các bệnh viện về mắt thì em cũng đi hết, nhưng mà cũng không đỡ, càng ngày càng nặng. Tiêm vào mắt rồi đúng không? Vâng, em tiêm cả botox vào mắt. Tiêm botox là tiêm cũng rồi. Không phải hơi hộp quá đâu mà làm liên tục này. Cái này là bao nhiêu công chức thì còn gì nữa. Hôm nay thấy ok rồi chứ? Thì nên có thể động viên cho bệnh nhân cái này kiên trì. Thường thường bệnh nhân người ta đỡ một chút, người ta không kiên trì cho khỏi thật đi. Cái này thực sự là chị mọi người rất là may mắn. Rất kiên trì. Hôm nay nó khỏi rồi, hơi đau thì chịu khó nhé. Nhắm mắt lại đi. Đây là huyệt hợp cốc, chuyên chữa vùng mặt, chúng ta bắt buộc phải làm. Hít sâu. Vậy chúng ta đã cái xong cái huyệt đạo đơn giản thôi, bảo dưỡng thì chúng ta về xung quanh cái hốc mắt thôi, dọn đồ đi em. Như này như thế luôn không? Hai chiều nào? Xuống đây. Ưu tiên nhỉ? Tiên khoa là cái tiên khoa kéo mồ. Hôm nay là hôm cuối cùng thì chúng ta chia tay thôi nhỉ? Thì cũng là một sự kiên trì lâu dài. Nói chung ít người làm nhưng mà có đau không? Rất là nhát đau luôn. Sợ đau. Về giữ gìn mình không nên nhìn điện thoại nhiều. Thực ra nhìn điện thoại nhiều nó hỏng mắt nhanh lắm. Hôm nay nó hôm cuối rồi nên là mọi người rất là vui. Anh em phòng khám cũng gặp một ca khó mà ăn được mà cũng căng thẳng. Đúng không? Chị thấy dịch vụ đây thế nào? Ổn không? Chữa được nhiều bệnh nhân có
làm miễn phí, làm việc khác, việc toán, thế là vui lắm rồi đấy.